Xin chào các bạn, tôi là Bảo Ba Ba đây. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn hai lô đất tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trên đây là đường vào lô đất, đi qua trường mầm non xã Dương Quan. Ngõ bê tông 3,5 đến 4 mét ô tô vào tận nơi. Vị trí lô đất nằm tại thôn Áp Tràn, cạnh tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2. Lô góc có diện tích 82 mét vuông, hướng Nam và Tây, nở hậu. Lô áp góc có diện tích 72 mét vuông, hướng Tây, rộng 4 mét. Đây là hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai lô đất. Vị trí chiến lược, hệ thống giao thông và các tiện ích đều rất tốt. Cạnh tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2, đi 5 phút đến hồ điều hòa và các công viên của V-Sit. Trong tương lai, từ lô đất có thể đi tới khu hành chính Bắc Sông Cấm rất dễ dàng, kết nối trực tiếp tới các dự án hiện hữu như Bell Home, Senta, các khu tái định cư A, B, C, D các đại dự án, các khu quy hoạch mới như Nam Long. Thật đúng là một nơi an cư tuyệt vời hoặc một phi vụ đầu tư tất thắng. Hãy gọi ngay Bảo Ba Ba theo số điện thoại 0901285333 để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem video, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.